Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Vừa mới gọi là được tham gia cái hội nghị, không phải là hội nghị nhỉ, nó là kiểu một bài thuyết trình về Asus và cái một chút thì hình thành lịch sử của họ. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại trụ sở chính của Asus tại Đài Loan anh em nhá. Và nó rất là to luôn, hiện tại đây là cái hội trường của họ và rất cực kỳ nhiều ghế. Thì đi đến đây tham quan, ngồi điều hòa, nghe chuyện mà được tặng mũ này, được tặng cả gọi là bánh dứa nhỉ. Bánh dứa này, có cả thư thiết các kiểu luôn. Xong rồi mình còn được tặng cả thẻ Computex nữa, đang đút trong túi quần này. Nhưng mà cái thứ anh em mong muốn ấy, đó chính là xem là trụ sở Asus có gì. Bây giờ thì hãy cùng mình ra bên ngoài kia và check nó nhá. Ok anh em ơi, vừa mới chụp ảnh chụp ổng để chuẩn bị đăng pay lên Facebook. Thì bây giờ là bởi vì chúng mình bị đến muộn, media bị đến muộn nhá. Thế nên là chúng mình bắt buộc phải ra ngoài vào thời điểm này để có thể quay được và nhìn được cái vẻ đẹp của cái trung tâm của Asus anh em ạ, cơ sở chính của Asus. Bây giờ thì hãy vào như một media vào trong cửa chính nhá. Đấy, thì cơ sở của Asus rất là rộng, rất là lớn. Và nó sẽ có một cái giếng trời trên xuống để ánh sáng tự nhiên có thể vào và khiến cho tạo nên một cái không gian làm việc một cách thoải mái nhất. Nhưng mà những đồ của Asus thì được trưng bày ở hết bên này. Không ngờ đấy, Asus làm đồ Smart Home. Ở đây thì sẽ là đồ của Smart Home này. Chúng ta sẽ có này khóa cửa này. Chúng ta sẽ có, theo như mình thấy ở đây thì là giống như một cái máy chiếu thì phải, đúng không? Em thấy máy chiếu mini. Và cuối cùng thì đây là cái home speaker. Đây, ở dưới đây này, Your Mobile Big Screen Companion này. Tức là một chiếc máy chiếu mini với một kích cỡ lớn. Bên cạnh đây chúng ta sẽ có đó chính là Asus. Bên cạnh đây chúng ta sẽ có là chiếc Asus Smart Home Smart Door Lock. Đây là những cái chiếc khóa thông minh để dành cho những cái ngôi nhà của bạn, để khiến cho bạn nhà bạn gọi là Artificial AI Intelligent các kiểu. Và cùng thì là một chiếc Smart Speaker, là một chiếc loa này sẽ có cả một cái Personal Voice Assistant luôn, như kiểu là một chiếc Siri, như kiểu là một chiếc Google AI các kiểu ấy. Thì chiếc loa này cũng sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đấy. Còn về phía bên này thì chúng ta sẽ có những sản phẩm mang tính thực sự là AI, như Zubit như đây. Đây sẽ là một chiếc máy để giúp anh em thể lọc được hoa quả thực phẩm khi mà anh em trước khi ăn. Theo như mình thấy đấy, nó là một chiếc máy để mục đích như vậy. Nhưng nếu mà nó nằm ở trong khu vực Artificial Intelligence, mình nghĩ rằng khả năng cao nó sẽ còn thông báo về cái mức độ gọi là ô nhiễm, mức độ bẩn hay là mức độ kiểu bụi bặm ở trên chiếc hoa quả của anh em. Nhưng đấy là mình dự đoán nhé, nhưng mình nghĩ rằng cái máy này có khả năng như thế. Bên cạnh đây chúng ta sẽ còn có cả đồng hồ nữa. Đồng hồ cũng sẽ có cả khả năng AI và những cái Zenbot. Đây gọi là Zenbot Junior. Đây là một chiếc robot nho nhỏ với khả năng AI giúp chúng ta có thể, đây, nó sẽ có một cái màn hình nho nhỏ trên này và một cái cam cũng với cả những cái tia IR để nhận diện được những khuôn mặt, nhận diện được những con người, và từ đó khả năng cao là sẽ để dành cho mục đích là giao tiếp. Với sự phát triển của AI bây giờ thì đây là một lối đi đúng của Asus anh em ạ. Đây, khu vực này là khu vực Pro Art này. Anh em nhìn thấy là Digital Content Creation Solution. Những đây là những cái khu vực để cho anh em những cái giải pháp cho những content creator, ví dụ như là màn hình Pro Art, laptop Pro Art và một chiếc cây Pro Art nữa, mini PC này, khá là xịn. Nhưng bây giờ lên sang bên kia nhỉ? Lên sang bên kia đi nhỉ? Lên tên nhá. Xong đi một vòng. Đi một vòng xong xuống. Hợp lý. Đây là con Zenbo, nhưng mà con Zenbo này được phóng to anh em ạ, phóng to. Nhưng bây giờ mình lên tầng đi. Như chúng ta thấy đây thì là cái sự tự hào về cái giá trị của Asus thì đã được thể hiện rõ ở ngay tầng 2. Rồi họ tự, đây, họ là number one motherboard and graphic card brain. Tức là hãng số 1 về card màn hình và mainboard. Những mẫu mainboard, những mẫu card màn hình có thể nói là đẹp và xịn nhất của Asus đã được trưng bày ở đây. Những dòng như là Maximus này, dòng Prime loại đẹp này, dòng Tuf này, hay là dòng, đây là con Strix này. Con này hình như là con Strix, con Z390E bình thường thôi. Còn bên này thì sẽ là những cái mang tính gọi là gaming
gear hơn một chút. Tức là nó vẫn là một cái giải của chiếc của những sản phẩm liên quan tới Asus thôi. Ví dụ như là vỏ cây này, màn hình này, chuột, pad chuột này, bàn phím này, laptop này, tai nghe này. Và đây là một chiếc mothership này, mình nhớ cái chiếc này lắm. Và sẽ còn có những cái vỏ cây gọi là all-in-one, những cái router và những cái sản phẩm như là điện thoại mà mình đã từng review. Bây giờ thì lại chạy một vòng qua bên kia anh em nhá. Nói chung là mình không còn nhiều thời gian. Đây là CFM design này, tức là cái lựa chọn này về màu sắc này, về chất liệu này, về gọi là cách hoàn thiện này để tạo nên một cái cảm giác tuyệt vời nhất cho người dùng về trên tất bất kỳ sản phẩm của họ. Và đây sẽ là những cái mẫu, những cái khung, những cái hình mà đã hình thành nên một chiếc laptop, hình thành nên một chiếc máy tính, hình thành nên một cái sản phẩm tuyệt vời dành cho anh em. Và tất nhiên rồi, để tạo nên một cái sản phẩm tối tân như vậy thì Asus đã phải trải qua rất rất nhiều các công đoạn sáng chế và gọi là phát triển cùng với những sản phẩm gọi là những cái công cụ đạt hàng chuẩn cao cấp nhất, về từng chuẩn từng mili mới có thể tạo nên những cái chiếc laptop Asus ROG Strix cho anh em đúng không? Và từ đấy có thể ra được những sản phẩm đẹp đến như này. Nhưng mà bây giờ xuống cuối tầng rồi, đây nè, cuối rồi. Ở đây, còn khu vực này là khu vực những cái dòng. Đây, thì nó sẽ có dòng, có cái này á, dòng da này, dòng gỗ này, dòng theo gọi là bắt chước của vỏ ốc. Và cuối cùng là dòng đây, kiểu chất liệu bằng sắt kim loại không? Nhìn trông rất là hiện đại. Nếu mà muốn hiểu rõ được cái quá trình sản xuất và sáng chế nên một chiếc laptop Asus ý, thì có rất nhiều công đoạn anh em nhìn này, từ chọn vật liệu này, rồi này, từ lựa chọn các phương thức để chế này, rồi sau đấy thì đây, và cuối cùng đó chính là lựa chọn cái nguyên liệu nào, cái vật liệu nào để đảm bảo rằng bảo vệ cho môi trường nhất. Bởi vì tất nhiên rồi, chúng ta thay laptop khoảng tầm 2-3 năm một lần đúng không? Vậy thế nên là việc mà có thể bảo vệ được môi trường khi một laptop thì hoàn toàn là rất là ok. Đó. Và đây này, chẳng hạn như là kể cả cách đóng gói này, cách lựa chọn các sản phẩm này để đảm bảo rằng không gây hại cho môi trường. Những cái sản phẩm bằng nhựa thì rất là khó để tiêu hao, những sản phẩm bằng giấy thì cực kỳ có tốt cho môi trường. Cái đấy thì chính xác bao nhiêu mình không biết nhá. Nhưng mà cái con đường cuối cùng của mỗi người dùng chúng ta này, cái con đường cuối cùng của mỗi người dùng đó chính là khả năng nâng cấp và thay thế. Tất cả người dùng bây giờ đều đang cố gắng để chiến đấu để giành được cái quyền là có thể thay thế và nâng cấp chiếc laptop của họ. Và Asus ở đây thì đang dần dần tiến về hướng đó. Ví dụ như anh em có thể nhìn thấy này, từng cái sản phẩm một đều có thể tách ra và thay thế, đều có thể dễ dàng nâng cấp, dễ dàng thiết kế. Đấy. Và ở đây thì Asus họ không quảng cáo về cái vấn đề là người dùng, nhưng họ quảng cáo về cái việc mà họ có thể dễ dàng giúp anh em thay thế, nâng cấp và sửa chữa. Đó. Còn mỗi Asus Carbon Partner Service, đây là nói chung là con đường tới Net Zero. Cái này thì thực sự là một cái thứ rất là khó, tức là để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể gọi là để tạo ra Zero Carbon Emission ấy, tức là tạo ra không carbon ấy, không chất thải carbon ấy, thì thực sự là khó. Nhưng mà Asus thì họ vẫn đang cố gắng hết mức để có thể đưa ra những sản phẩm như vậy, chẳng hạn như là dòng Expert Center D9 này, với thế Zen i7 T13 này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một chiếc Asus ExpertBook B9 OLED này, một chiếc laptop Asus này. Và cuối cùng thì đó chính là một chiếc Epic Expert Center D9 Mini Tower. Một chiếc, anh nhìn này, nhiều cổng kết nối không? Thế này là máy edit là chuẩn đấy. Nó cũng có thể để đọc chứ, tiện chết. Được đấy. Và đấy có thể gọi là cái sự tham quan qua của chúng mình tại cơ sở chính của Asus tại Đài Loan anh em ạ. Thực sự thì mình rất mong có nhiều thời gian hơn để tham quan cái cơ sở này, nhưng mà hơi tiếc một chút là do cái điều kiện về vận chuyển cho nên là chúng mình không có nhiều thời gian như vậy. Thực sự rất cảm ơn anh em đã xem cái video này, và hy vọng rằng năm tới hoặc năm sau nữa hay năm sau nữa thì Asus có thể cải thiện lớn hơn, mạnh mẽ hơn và tạo nên nhiều sản phẩm tốt hơn để giúp cho người dùng chúng ta có thể sở hữu được những đồ vật tuyệt vời hơn. Bây giờ thì chúng mình được Asus mời đi ăn trưa, nên là tại vì đây anh em nhé, chúng mình đi ăn trưa đây, chiều sẽ có video khác.